về tham dự trên báo cáo chương trình công tác công biểu diễn tiết mục và trao giải ngày hội giao lưu tiếng Việt của chúng em cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 11 năm học 2012-2013. Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức xin gửi đến tất cả chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mở đầu chương trình văn nghệ chúng ta hôm nay là bài hát Ngày Xuân Long Phụng Xuân Bày. Bài hát này sẽ do em Hồng Thi Phong đơn vị cùng Hòa Bê trình bày. Thank you.
Các em có biết không, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 10
Thank you.
Thank you.
Điều 1, nay tặng giấy khen cho 6 đơn vị và 19 tập thể, 8 cá nhân đã đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong ngày hội giao lưu tiếng Việt của chúng em dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2012-2013 có danh sách tính kể. Điều 2, các cá nhân và đơn vị đạt giải cần phát huy kết quả đã đạt được trong những năm học tới. Mỗi đơn vị được tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng giải nhất 1 triệu đồng, giải nhì 800.000 đồng, giải ba 600.000 đồng, giải khuyến khích 400.000 đồng. Mỗi nhóm được tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng giải nhất 500.000 đồng, giải nhì 400.000 đồng, giải ba 300.000 đồng và giải khuyến khích 200.000 đồng. Mỗi cá nhân được tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng giải nhất 400.000 đồng, giải nhì 300.000 đồng, giải ba 200.000 đồng và giải khuyến khích là 100.000 đồng. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn hoạt động quý năm 2012 của ngành. Điều 3, các ông bà tổ trưởng, các tổ chức nên của phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng của trường tiểu học, các cá nhân và tập thể giáo viên có tên vào điều 1 về trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Và bây giờ tôi xin thông qua danh sách khen thưởng như sau. Bây giờ cô thông qua danh sách đơn vị nào thì đề nghị đại diện của đơn vị đó nhanh chóng lên sân khấu. Thứ nhất, mời đơn vị Hiếu Tử C. Thứ hai, mời đơn vị Phú Cần A. Thứ ba, mời đơn vị Phú Cần B. Thứ tư, mời đơn vị Hiếu Trung A. Bốn đơn vị này, bốn đơn vị nhanh chóng quyết định sân khấu.
Chúng ta sẽ